Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng các hoạt động xuất nhập khẩu, nông lâm thủy sản hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển. Sự có mặt liên tiếp của các sản phẩm nông sản Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam trong thời gian qua là một ví dụ điển hình. Cuối tháng 7 năm 2020, những sản phẩm thịt heo đầu tiên của Hoa Kỳ chính thức ra mắt người tiêu dùng Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Sau khi được thị trường Việt Nam đón nhận, ngày 12 tháng 9, các sản phẩm từ thịt gà của Hoa Kỳ lại tiếp tục thâm nhập thị trường Việt Nam thông qua hệ thống siêu thị Minimart của BRG Mart và Fuji Mart tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại nông sản giữa hai nước. Việt Nam là một thị trường rất quan trọng đối với Hoa Kỳ nói riêng và các nước khác nói chung. Việt Nam luôn nằm trong top những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới, với số dân gần 100 triệu người và một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Thị trường Việt Nam có nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, và Hoa Kỳ luôn chào đón các nhà đầu tư của Việt Nam. Có thể thấy, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng nhiều sản phẩm nông sản của Hoa Kỳ đã được xuất khẩu vào thị trường Việt Nam, góp phần đa dạng hóa nguồn hàng phục vụ cho người tiêu dùng nội địa. Chúng tôi đánh giá rất cao những sản phẩm nông sản của Mỹ đối với khách hàng của Việt Nam, bởi vì cái chất lượng rất là đảm bảo và giá cả khá phù hợp với cái nhu cầu và khả năng chi trả của người dân Việt Nam. Để thực hiện cái chiến lược nhập khẩu những cái mặt hàng từ thị trường Mỹ, thì chúng tôi luôn nhận được cái sự hỗ trợ và đồng hành của Đại sứ quán Mỹ, đặc biệt là phòng nông nghiệp của Đại sứ quán Mỹ, cũng như là các hiệp hội ngành nghề của Mỹ. Thời gian qua, kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tăng trưởng trung bình 29% một năm, khi tăng từ 4,37 tỷ đô la Mỹ năm 2011 lên mức 10,56 tỷ đô la Mỹ năm 2019. Nhiều sản phẩm nông sản của Việt Nam cũng đã và đang có mặt tại thị trường Hoa Kỳ, cho thấy những tiềm năng hợp tác mang tính bổ trợ lẫn nhau của hai quốc gia trong lĩnh vực này.